Một vụ va chạm sao băng làm các sinh vật đơn bào ngoài hành tinh phát triển thành những sinh vật quái dị xâm chiếm trái đất. Một nhóm các siêu anh hùng gồm tiến sĩ Iraken, trường đại học cộng đồng Grand Canyon, Wade Green, sinh viên cứu hỏa, Harry Brock, giáo sư địa chất, và tiến sĩ Alison Reed, trợ lý phó giám đốc trung tâm xử lý thảm họa của chính phủ, là hy vọng duy nhất có thể cứu trái đất và loài người khỏi sự hủy diệt. Lòng dũng cảm và sự xả thân quên mình vì nhiệm vụ cao cả đã khiến bốn con người họ hợp thành một đội quân bất khả chiến bại. Mời các bạn và các em đón xem bộ phim hoạt hình Biệt đội siêu nhân trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.